Lại lổ rồi, lổ rồi anh em ơi. Vụ nào đây, vụ nào đây? À, một cái xi à. À, quyết thức 5 giây. Anh Cường không kịp trở tay. Mất cây rồi. Đây là, này là cuộc giao dịch của Song Cường. Song Cường. Cuộc giao dịch của Song Cường, một bác Cường lớn tuổi của Hải Dương và một anh Cường trung trung tuổi. Trung đường Si lại về với đất của Si. Đúng đất của Si đấy. Chúc mừng anh Cường. Chia sẻ với cả nhà nhá. Tác phẩm quý lại về với quê hương Hải Dương. Chúc mừng các em này. Một tác phẩm Si rất là đẹp, rất là quý. Đấy, anh bác Cường thì khoái 5 giây là đúng rồi. Chú ơi. Đó rồi, sao hôm nay chú chốt nhanh thế ạ? À ơi, tính mình thì từ trước nay vẫn thế, cứ đi mà cây nào nó ưng nó vào mắt là chỉ 5 giây thôi. À, chỉ 5 giây thôi ạ. Bình thường tới phút mốt lại nhanh, hôm nay chú chỉ có 5 giây. Vâng, xin chúc mừng chú nhé. Nhìn thấy là thích là chốt rồi. Đấy. Phải nói là chú phải nói là nhưng mà bảo Cường rồi là mua chịu 1 năm mới trả tiền. Đóng cửa quan trọng là đã thống nhất. Nhanh quá chỉ trong vòng 15 giây. Em mời tất cả mọi người vào trung tâm thị trường. Vừa mới mở khai mạc cái đã nổ rồi. Đóng cửa. May quá vụ lổ vừa xảy ra cái thì đóng cửa rồi. Mời các anh vào trong trung tâm dự tiệc đấy. Chào anh Cường nhé. Vâng, chúc mừng anh. Hôm nay chia tay cái tác phẩm này anh có thấy lưu luyến không? Lưu luyến, tiếc lắm. Vâng. Anh giữ được tác phẩm này được 3 năm rồi. Vâng, hoàn thiện xong rồi. Chú Cường thích lại về đất Si Hải Dương. Vâng, thế là đúng về đất của Hải Dương ấy, là Si đấy. Vâng. Vâng, em xin chúc mừng anh nhé. Vâng, vâng. Đấy, đúng là chú Cường là người Hải Dương. Khi gặp những cây Si thì đúng là chỉ chốt trong vòng 5 giây. Bình thường anh em chúng tôi là trong phút mốt đã là nhanh rồi, nhưng hôm nay chỉ có 5 giây thôi. Đây là tác phẩm cây Si của anh nhà vườn Cường Cổ Loa. Hôm nay là bàn giao cho chú Cường Thóc Hải Dương. Ồ, già, kinh điển. Mọi người đồng xem vui như hội. À, đem đến đây hôm nay anh Minh Dưỡng cũng có đem đến với Đông Anh một bộ ba huyền thoại. Một người nổi tiếng thì đi đâu cũng được phỏng vấn liên tục, bởi vì có những tác phẩm đẹp. Một người rất nổi tiếng trong làng cây, có rất nhiều những cái tác phẩm đẹp hiện tại đang đứng top đầu trong cái khu vực miền Bắc. Anh đã sở hữu được những cái siêu phẩm và toàn những cây thương hiệu lớn. Vì vậy mà đi đâu anh em cũng đến phỏng vấn và bình luận rất nhiều anh em trong đội truyền thông. Cây này ông ấy có một cây này rất là đẹp và thương hiệu mọi người đều biết, nhưng mà nhiều người mình đã chứng kiến này hỏi là thì nghe nói thế nhưng mà đã xem lần nào chưa, thì người ta bảo chưa nhưng mà nghe thấy. Vâng. Đấy cũng là một cái thương hiệu mà đấy là cái nổi tiếng mà đơn giản là không cứ gì ở trong làng cây mà biết, mà đến không lan tỏa đến cộng đồng, kể cả người chưa chơi, người đã chơi và người sắp sửa chơi, người ta biết đến. Cái đó là cái nhận diện thương hiệu cực kỳ quý trong cái cảnh. Chính vì thế mà mình phân ra là sau khi mà hai cái thời điểm, một thời điểm là cần đến
nuôi trồng và đẹp, đẹp rồi thì lại cần đến cái nhận diện thương hiệu, và thương hiệu rồi thì mới đạt đến cái đỉnh cao của nghệ thuật cây cảnh. Bởi vì ai cũng thế thôi, con người cũng thế, một người có tiền nhiều đi chăng nữa nhưng mà không có danh thì điều đó cũng chỉ được một phần nào đó thôi, nó không được cả. Thế thì ở đây thì nhận diện thương hiệu là một cái mà anh em phải hết sức chú ý trong khi chơi cây cảnh, vì Minh Dưỡng cảm thụ được cái điều đó cho trong cây, trong cái cây nổi tiếng, trong cái cây mà mình đã từng sở hữu và mình cũng tự làm để cho mọi người biết và nhận diện được cái thương hiệu của cây. Chính vì điều đó là cái nhận diện thương hiệu của cây là một cái tối quan trọng khi đạt được cái trình độ chơi cây về lâu về dài và đẳng cấp của cây. Thế thì nhận diện thương hiệu này thì chắc chắn là để mà đạt được những thế tiêu chí như thế thì ngoài cái cần và đủ là đẹp ra thì nó phải dần dần trao dồi và dần dần để cho công chúng biết được, cũng như là đi cái triển lãm này song song đó thì mọi người sẽ hiểu và cảm thụ, cảm nhận được và nhận diện được cái cây ý là cây quý và từ quý đó. Nó lên thương hiệu, và lên thương hiệu thì chắc chắn là ngoài cái tiếng thơm và tiếng là mình được chủ sở hữu thì nó còn có cái giá trị về tinh thần, giá trị về tiền bạc, kinh tế ở trong đó. Thế thì là nếu như cây mà không thực sự đẹp, mà đã đẹp rồi mà không làm được thương hiệu thì vẫn là có một cái gì đó vẫn là có chưa đạt được cái tầm chơi của cây cảnh nghệ thuật. Mà cây cảnh nghệ thuật không có nghĩa là mình chơi cho mình và chơi cho cả cộng đồng, cả mọi người. Và anh đạt đến ngưỡng như thế này, anh đạt đến ngưỡng là người ta không cần nhìn thấy cây, người ta vẫn nghe và nhớ trong tư tưởng đầu của người ta là có cái cây ấy trên thị trường. Đấy là một cái mà bất kể ai, kể cả mà nhất là thời đại 4.0 này nhá, là cái nhận diện thương hiệu là cái quan trọng nhất mà cũng dễ, nếu biết thì dễ làm nhất. Thì cái ý là cái mà người chơi, người thưởng lãm và để làm kinh tế, kể cả kinh doanh thương hiệu cũng là một cái mà mọi người phải chú tâm đến và mọi người phải hiểu được bản chất chơi cây là như thế nào. Chơi cây là để được mọi mặt về kinh tế và đam mê cũng như về cái danh tiếng. Thế thì nên nói là cây này nếu anh biết chơi mà chơi chuẩn nó rất khó đấy nhá. Nhưng mà nếu chơi chuẩn thì nó hơn rất nhiều những cái món đồ chơi khác. Nên mình lấy ví dụ như là chơi xe ô tô này, chơi đồ điện này, điện tử này, có những cái môn chơi chơi cá này rất nhiều tiền, nó không ngang, nó chơi ngang với cả xe với cả cây đấy. Thế nhưng mà để mà nó có hậu nhất thì tôi thấy là chơi cây nếu chuẩn nó vẫn là có hậu nhất, vừa được tiếng vừa được miếng. Thì hỏi rằng anh em cây chơi cây mà không chơi thì chơi cái gì, mà nó có tính nhân văn, mà tất cả những người chơi cây mình được tìm hiểu anh biết là tất cả những người chơi cây đều là những người mà điềm đạo và rất cởi mở và hòa đồng. Mà chơi cây đặc biệt là cái là nó có tính nhân văn, là nó dễ gần với nhau. Ở đâu mình có thể biết nhau một lần và gần gũi nhau, nó hòa đồng, nó không bao giờ mang cái tính coi như là phân biệt là giai cấp, phân biệt cao thấp. Mà mình đến đây vì đầu tiên là làm niềm đam mê, sau đến là tiếng niềm vui chung và đam mê từ cái vui ấy mà mình được tiền thì chắc chẳng có gì mà bằng chơi cây. Theo quan điểm của mình, cá nhân mình nghĩ là như vậy. Thì hy vọng là mọi người thông qua đây, mọi người mình sẽ chia sẻ, nếu có gì không nên không phải thì cũng có thể là mọi người góp ý thêm. Nhưng mà hy vọng mọi người về cá nhân Minh Dưỡng đã từng chơi và đã từng bỏ rất nhiều tiền ra chơi và cảm nhận, cảm thụ được những cái cây là nó như thế, và ý tưởng cây của Minh Dưỡng để làm được cây và đạt được những cái hiệu quả là nó phải được đạt được những cái yếu tố mà Minh Dưỡng vừa nói với quý vị các bạn. Xin chào, mong quý vị các bạn yêu cây và đam mê cây và thành công trong cây cảnh cũng như là hạnh phúc trong gia đình. Quan sát tất cả thì cảm nhận được như thế này, nhận diện thương hiệu các công ty và các doanh nghiệp lớn trên Việt Nam và các công ty trên thế giới thì cũng là đều quan trọng cái việc mà nhận diện thương hiệu, nó là một cái tối quan trọng, vì cái đấy nó đẩy những cái sản phẩm
thương hiệu là những cái mà cảm nhận tất cả mọi người về một cái sản phẩm nào đấy, của một cái doanh nghiệp, của một công ty hoặc một cá nhân nào đấy, nó rất là riêng của mình. Thế thì là anh Minh Dưỡng thì lần đầu tiên anh chia sẻ một cái ý tưởng rất là táo bạo về làng cây, thì đây là một cái điều mà rất là tuyệt vời. Và con sẽ tất cả những chia sẻ cho quý cộng đồng biết được cái ý tưởng của anh Dưỡng, và cái việc này thực hiện chắc là trong năm 2024 anh nhỉ? Đúng rồi. Thực ra mà nói là tôi thì Minh Dưỡng thì biết nào chia sẻ với quý vị các bạn là như vậy. Thế nhưng mà để mà đáp ứng được cái tiêu chí xây dựng thương hiệu thì quý vị các bạn phải làm từ từ, cũng làm dần dần, và đảm bảo để làm được cái thì đầu tiên thì mình phải có cái cần và đủ, là cái đẹp được mọi người công nhận, ít nhất là được mọi người công nhận, công chúng đón nhận và ủng hộ, từ đó mình mới lên thương hiệu cũng mới được. Chứ có những cái mà có những người mà mình không hiểu mình kênh đứng ở đâu ấy, mà vô vập bảo làm thương hiệu, mà làm thương hiệu nó không đúng quy trình, nó không đúng cái tiêu chí ấy, thì nó lại đôi phản ngược lại đấy. Thế nên là anh em hết sức chú ý và nhìn ở cây tầm nào thì mình làm ở trong cái tầm đó. Đó thì để làm sao để đơn giản hóa nhận diện thương hiệu, mọi người biết đến, công chúng hiểu và công chúng đam mê, và ít nhất là người ta chưa chơi nhưng người ta biết là cái cây đó nó đẹp thì người ta sẽ tìm hiểu là nó đẹp như cái gì, đẹp như thế nào, dần dần thì nó lại càng phát tán đi cho những cái tốt đẹp của cái cây cảnh cũng như cái tác phẩm ấy đi. Thế hy vọng là mọi người chú ý một chút, là nhất là những người nào có cây đẹp, những nhà vườn nào có những cây mà có tiềm năng thì hãy trao chút. Và để có một cái thương hiệu thì đây cũng là giả dụ như triển lãm Đông Anh này cũng là một cái sân chơi để cho mọi người đến và chiêm ngưỡng, và cũng như là phô diễn mang đến đây để cho mọi người nhận diện được thực tế, tay sờ mắt thấy, tai nghe, và được truyền thông họ coi như là quay để cho mình xem và cảm thụ được những cái tác phẩm ấy, nó đẹp, nó đúng, nó dần dần nó sẽ nếu thực sự nó đẹp nó sẽ lên được thương hiệu. Nhưng trước khi nó đẹp mà mình phải biết cách để cho nó lên thương hiệu là cái do người chủ nhân phải lưu tâm, phải không? Chứ không nhiều khi ông đẹp nhưng ông lại không biết là để nó đẹp ở chỗ nào, không biết chỉ cho nó đẹp chỗ nào, không biết nó giá trị như thế nào, thì làm sao người ta biết được. Thế nên là kiểu người ta thường bảo là làm cái gì muốn đẹp thì phải thi, và đây cũng là một cái cuộc thi nhỏ nhỏ trong tiềm năng hay trong tâm thức của những người chơi cây, thì phải đến đây và biết mình đang đứng ở chỗ nào và mình đẹp chỗ nào, cũng là một cái sau này để mình không đẹp chỗ nào thì mình về điều chỉnh thêm và ngày một tốt lên trong một tác phẩm. Ok. Khi ra trong sân chơi cộng đồng thì sẽ có rất nhiều những cái ánh mắt khác nhau. Mỗi người có một cái tư duy, một cái nhìn nhận. Đó, thì khi họ sẽ cảm nhận và họ lại chỉ ra những cái điểm mạnh, điểm yếu, đúng không anh? Đúng rồi. Thì sẽ có những cái khắc phục điều chỉnh. Đây là một cái mà mình biết điểm mạnh của mình khi mình đến đây và điểm yếu của mình ở đâu. Chính vì thế đây là mọi người nếu được những cái cuộc triển lãm như này là cuộc triển lãm chất lọc. Đương nhiên là hoàn hảo thì chưa thể hoàn hảo được, nhưng mà chất lọc để mình nhìn ra những cái mình cần làm và những cái mình phát huy và những cái thiếu sót để mình khắc phục về sau. Đấy là một là chơi cây, mà chơi cây tôi đã nói và thường nói là dễ thì là rất dễ nhưng mà cực kỳ khó. Đúng rồi, rất khó. Đối với cái nghệ thuật nó muôn hình muôn vẻ. Nghệ thuật mà. Khó để có thể. Nên là anh em đã yêu cây và nhất là đặc biệt là đam mê cây rồi ấy, thì nó sẽ hút. Khi mà đạt đến cái trình độ là đầu tiên là yêu cây này, xong thích, đầu tiên thích cây này, yêu cây này, xong đến đam mê cây này. Nhưng mà đam mê cây chưa đủ, phải hiểu cây, hiểu bản chất, và ngoài ra nó còn mình phải biết cái bản chất cây cảnh nó như thế nào, thì mình đi theo cái hướng nào của mình thì mình mới thành công được thôi. Còn cứ thích theo cảm tính để mua mà chưa có nền tảng kiến thức ấy, thì là cái rất là nguy hiểm nhất trong cái cảnh. Vâng, thì thay mặt cho anh em ban truyền thông, anh em xin cảm ơn anh nhé. Xin cảm ơn anh đã chia sẻ với mọi cộng đồng ngành yêu cây trên cả nước. Anh em đã chia sẻ cho Minh Dưỡng được thể hiện được nói lời những cái tâm tình
Minh Dưỡng từ Đệ Nông đã biết và làm em được. Cũng theo dõi anh lâu, em cũng là một người chơi và yêu cây. Đó, cái chia sẻ của anh Minh Dưỡng cùng với anh em yêu cây trên cả nước về một cái tác phẩm cây thương hiệu nó như thế nào, nó đem đến cho các nhà vườn như thế nào và đem đến cho những anh em cái cảm xúc gì, và trong cái nhìn nhận của xã hội về một cái tác phẩm cây thương hiệu nó sẽ biết đến như một cái luồng gió rất mạnh mẽ, quý vị ạ. Cây thương hiệu nó có một cái sống động trong cái của mỗi nhà vườn, nó làm cho cái nhà vườn đó nổi lên và nó làm cho cái thương hiệu của cái vườn đó nó tạo được một cái tiếng vang trong cộng đồng làng cây, quý vị ạ. Tôi Bonsai Đình Vượng xin được kết thúc video đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.